Đây là cáo. Đây là giữa màu đậm và màu nhạt, màu vàng. Nào đi ra đây nào. Ra đây để quay em một tí nào. Không bắt nạt trẻ con. Đây là cáo. Cáo về xuôi là người béo tốt hơn. Ở trên bản thì cáo rất là gầy. Nhìn người trông giống như con cáo cho nên đặt tên em là cáo luôn. Vậy cáo ơi, ơi cáo quay mặt đây nào, bọn này nó nhanh, cọc nó nhanh khủng khiếp, nó nhanh. Lấy đứa ra đằng kia chơi đi. Để quay đằng sau của con cáo phát. Đây là con vẹn con vừa mới đón ở trên bản về. Hai con vàng nhạt. Vẹn này ăn thế nhưng mà ăn vạ kinh lắm. Ai động chạm gì vào nó thì nó ăn vạ như kiểu là Định ra làm gì, định ra bú mẹ hả? Thôi, cáo ơi, bắt nạt em. Nào, em bé vào đây. Lon toàn. Thôi bom kệ em đi. Đây một đứa đây. Quay con cáo kỹ. Ui sợ. Đang cái xích đeo ở cổ đấy. Đừng bắt nạt em. Cọ vào em đau. Thôi bom yên ra để quay video cáo cái đấy. Đây, nhìn từ bên trên xuống này. Cái tai này. Úp sò. Đây. Ơi, nhìn ngang người. Nhanh quá. Ra kia chơi đi. Mấy đứa ra kia chơi. Ra kia chơi, lượn đêm gì. Đây là cái ngang người của cáo. Bom ra kia chơi. Ra kia chơi. Đúng rồi, đấy nó đang kêu gì kìa. Đứa nào đang kêu gì kìa. Đang kêu gì ở gầm xe kìa. Cáo. Ơi, may quá. Nó quay ngang cho mà xem rồi. Ngang hẳn người ra nào. Đâu? Ngang hẳn người thế nào? Ra đây trêu tức anh hả? Ra đây trêu tức anh hả thằng Đực này? Đứa nào ra chơi với con cáo đi nào. Đấy đã có bạn chơi rồi đấy. Để chờ tí xem, nhìn ngang đây. Ok,
khung người. Ok. Ơi sợ. Được trước mắt. À, cọc của nó rất là nhanh. Thế nên là muốn nhìn cái khung người của nó là phải nhìn nhìn cũng phải rất là nhanh. Bắt nhịp được tốc độ của chúng nó. Ok. Rồi. Quẹn cũng ra đây. Nào. Tháo cho con cáo ra nhé. Nào. Chân kìa, vướng vào chân kìa. Kìa. Tháo cái này ra này. Cái này là đeo tạm thôi chứ bình thường không có xích. Bình thường không có xích mà cho nó vào trong chuồng. Ok, chơi với nhau đi. Đấy. Mấy anh em chơi với nhau đây. Tự do thoải mái. Gì vậy? Lại đứa nào lại thêm một đứa nữa ăn vạ à? Toàn thành phần ăn vạ à? Hả? Ừ. Đây có con cọc lùn. Cọc lùn của anh. Ừ. Làm quen với nhau. Úi sợ lại ăn vạ. Chỉ được cái ăn vạ là giỏi. Hai vẹn này thì hôm nay xem nào, hôm nay chắc được khoảng tầm có lẽ là được 3 tháng, suýt 3 tháng rồi. Hôm bắt về là 2 tháng rồi. 2 tháng 1 tuần. Tai vành tai cụp. Ok. Đánh chén thôi. Nay là ăn giữa buổi. À, mấy con nhóc con ở trên bản này về nó biết ăn luôn rồi, bởi vì trên đấy nó nhặt ngu nó quen rồi. Cho nên là nó biết ăn luôn. Chả con nào chê. Hạt ngon quá. Hạt ngon hơn ngô. Ừ, ăn đi. Bom nhường các em hả? Tưởng bom nhường các em, bom không ăn. Có một thằng vẫn mãi chơi. Chưa biết là chỗ này có đồ ăn. Thôi. Nào nào nào. Anh ở đây mà dám tranh nhau kiểu ấy hả? Tranh nhau đấy. Dọa nhau không cho ui dồi ôi, anh xin lỗi nha. Dọa nhau không cho ăn. Dọa nhau nhận chỗ. Ừ, để lấy thêm cho, để cho nó đủ luôn bữa chiều luôn nhá. Rồi cho, để kệ cho mấy đứa chơi rồi uống nước. Trời lập đông chưa em, cho lũ chim đi tìm giấc ngủ vui. Không có đứa nào ăn tham được. Giải rộng ra. Thế là tất cả cùng nhạt. Cái thằng này chưa biết này. Em ra đây này. Thôi. Một cái. À hai cái. Hai cái bụp nhau. À, đực với cái thì thường nó không bụp nhau. Nhưng mà hai cái thì nó bụp nhau. Hai vẹn tranh ăn. Tranh ăn. Anh ở đây mà tranh ăn là anh đấm đấy. Này, ra đây ăn đi. Ra đây ăn cùng chúng nó đi. Đây này, đồ ăn đây này. Đây này. Này. Đồ ăn đây. Thằng này mới biết ăn cơm thôi. À, đại ca xù lông này. Xù lông đây nè. Vừa ăn vừa xù lông để dọa đấy nè. À.
Vừa ăn vừa xù lông để dọa đứa nào. Có thích ăn anh cho phạt luôn không cho ăn nữa không? Vừa ăn vừa xù lông. Đấm như phát giờ, ăn đẫy và không béo không lên được tai. Cáo đi chơi chán giờ cáo mới biết chỗ này có đồ ăn. Giờ cáo mới lại cáo ăn. Ăn xong rồi mới đòi chơi hả? Đây, một đàn cọc. Một đàn cọc có hai con là trong này nó có hai con vẹn là đón ở Hà Nội thôi, còn tất cả đều là cọc đón ở trên bản. Cao Nguyên Đá, Đồng Văn, Hà Giang. Đây, mấy con cho con. Đấy. Bé tí mà nó nô. Vừa có xung đột là con cọc bản tranh ăn với lại con cọc Hà Nội. Con cái, con cọc cái này. Đây con này nè. Con cái vẹn này Hà Nội. Cái vẹn này nó tính cách nó rất là bá đạo. Là tranh ăn không cho con nào ăn cùng. Nhưng mà đây con bản này nó cũng đại ca lắm. Đây là hai đứa bản đầu tiên bắt về. À, bé nhìn mặt nó vuông, tầm này nó choi choai, nó đang dở dang, nhìn mặt nó trông nó như con Labrador. Cáo đâu rồi? Cáo. Cáo đâu? Cáo đâu? Ok, thôi chúng ta ra kia chúng ta uống nước. Bây giờ chúng ta vào trong chuồng chúng ta nằm thôi. Ha, chốc lại ra chơi tiếp. Chứ không để này có loạn. Loạn hết. Ha. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. À, cho mọi người ngắm mấy con ở bản bắt về đây. À, đây là ông đực. Mặt này chắc cái rồi. Yên à. Ồ, đực tiếp. Hai đực. Ok. Ba đực. Vẹn mũi đen này cái. To bằng cái dép. Nào, không cặm dây dày anh bụp đấy. Nào, không cặm dây dày. Gặm không nhả luôn. Bụp giờ. Ok, xin chào tất cả mọi người.